ngày 22 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can LVK, 21 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang về hành tội giết người và hủy hoại tài sản bằng cách tạt xăng và đốt nhà người yêu vì bị đòi chia tay. Theo cơ quan điều tra, LVK và HTTD, 20 tuổi, ngụ thành phố Hà Tiên, có quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với nhau. Ngày 6 tháng 10 năm 2023, sau khi dự buổi tiệc sinh nhật của K thì D đòi chia tay với K vì cảm thấy không còn hợp nhau. Bực tức người yêu chia tay không rõ lý do nên K đi mua xăng đựng trong can nhựa loại 5 lít. 3 ngày sau, khi nhậu xong cùng bạn bè, K nhớ đến chuyện D đòi chia tay nên chạy xe máy đến nhà của D lúc này. K lấy can nhựa đựng xăng đã chuẩn bị sẵn từ trước tạt vào cửa chính phía trước nhà và cửa bên hông nhà của D, sau đó K dùng bật lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường. Lúc này, gia đình D đang ngủ trong nhà phát hiện có lửa bốc cháy nên hô hoán và cùng hàng xóm chữa cháy. Do phát hiện kịp thời nên vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản. Vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tiên thụ lý, đã khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản.